Cần tỉnh táo nhìn nhận trước thông tin sai trái, kích động chống phá sau vụ cháy ở Hà Nội. Theo tác giả Liêm Chính, Bình Nguyên đăng tải trên báo Công an nhân dân điện tử cho biết. Những ngày qua, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính, Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Tuy nhiên, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin không chính xác gây hoang mang và nhiễu loạn thông tin, sai lệch bản chất vụ việc. Đặc biệt, các đối tượng xấu lợi dụng vụ việc để xuyên tạc, kích động chống phá hồng gây mất ổn định chính trị, xã hội. Vào 0 giờ 46 phút đêm ngày 24 tháng 5 năm 2024, tổng đài 114, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98 ngõ 43, phố Trung Kính. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và cứu nạn cứu hộ. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương. Bên cạnh các hoạt động tích cực, khẩn trương của cơ quan chức năng trong việc cứu nạn, cứu hộ, điều tra, khắc phục hậu quả và cứu chữa các nạn nhân thì trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin, bài viết cả video xuyên tạc sự thật, hướng lái dư luận, lợi dụng vụ việc để tiến hành câu like, câu view gây hoang mang dư luận. Các đối tượng tung ra luận điệu sai lệch như, chính quyền bỏ mặt người dân nên mới để xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, lực lượng chức năng ở đâu khi người dân phải tự cứu mình, đau đớn từ những cái chết được báo trước. Các đối tượng còn vu cáo chính quyền bỏ mặt, không quan tâm, không đầu tư các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn dẫn đến hậu quả đau lòng có đối tượng còn gài các sự kiện khác không liên quan vào vụ cháy để gây hiểu nhầm như Hà Nội còn đang mê mãi với dự án mua cờ tặng cho hàng triệu hộ gia đình để mặt dân chết cháy, quan lo, ăn dự án, mặt dân chết trong lửa. Có bài viết so sánh vụ việc này với sai phạm của một số tổ chức, cá nhân trong các vụ án tham nhũng đang được điều tra, xét xử hiện nay rồi quy kết lỗi do chế độ, cán bộ tham lam, dân mãi kiếp lầm than. Từ đó suy diễn vu cáo nhằm mục đích kích động chống phá gây mất lòng tin của nhân dân với đảng nhà nước đến thời điểm hiện nay bất chấp những nỗ lực của chính quyền cơ quan chức năng và người dân chung tay trong xử lý khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn thì những thông tin sai trái trên mạng xã hội tiếp tục chỉ trích xuyên tạc vụ việc và gây nhiễu loạn thông tin nhiều đối tượng lợi dụng sự việc để té nước theo mưa lấy cớ xuyên tạc đảng nhà nước chính quyền lo vơ vét bỏ mặt dân quy nguyên nhân để xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng là do bản chất chế độ, dân mãi chịu cảnh chết cháy, kích động người dân, nhất là số trẻ đứng lên đòi quyền lợi. Thực tế cho thấy, trái ngược hoàn toàn với những thông tin xuyên tạc, nhiễu loạn trên không gian mạng. Liên quan đến vụ hỏa hoạn, các đồng chí lãnh đạo và ban, ngành chức năng đã rút ráo vào cuộc. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, các đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Điều hành Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Hà Nội đã đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ngay trước phiên thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình các nạn nhân vụ cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống. Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin, đầu giờ sáng ngày 24 tháng 5, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 52/CDTTG chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Theo quy định của pháp luật. Ngay sau vụ việc xảy ra, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Thành phố Hà Nội đã cắt cử các cán bộ chuyên trách phối hợp với gia đình các nạn nhân lo hậu sự, tang lễ cho 14 nạn nhân tại Hà Nội hoặc tại quê nhà, đảm bảo chu đáo. Còn tại bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, điều trị các bệnh nhân của vụ cháy. Bệnh nhân nặng nhất đang nằm điều trị tại viện là mẹ của chủ nhà trọ, năm nay 84 tuổi. Hai bệnh nhân còn lại được chỉ định điều trị bằng oxy cao áp để dự phòng biến chứng về tâm thần. Hiện nay, sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, lãnh đạo quận Cầu Giấy và các đoàn thể chính trị, xã hội của quận và phường Trung Hòa đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ, hỗ trợ người bị nạn. Bước đầu quận trích ngân sách hỗ trợ các gia đình có người bị nạn với mức hỗ trợ 55 triệu đồng một người tử vong, 33 triệu đồng trên người bị thương. Trong ngày 25 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận cầu giấy tổ chức khen thưởng đột xuất 4 công dân dũng cảm tham gia đập tường cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy tại phố Trung Kính. Ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen hành động dũng cảm của anh Phạm Quốc Luật, quê Hà Tĩnh, anh Nguyễn Kim Long, Hà Nội, anh Hoàng Anh Tuấn và Đồng Văn Tuấn, cùng ở Nam Định, đã tích cực tham gia cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Thủ tướng đánh giá, bốn người đàn ông đã dũng cảm, không ngại nguy hiểm khi leo lên tầng cao dùng búa tạ đập tường cứu nạn nhân trong vụ cháy đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm nghĩa hiệp yêu thương của người việt nam hành động của các thanh niên này còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp truyền thống nhân ái như câu ca dao dẫu xây chín bậc phù đồ chẳng bằng làm phúc cứu cho một người thư khen nêu rõ đến thời điểm hiện tại dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng và nhà nước bộ công an thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng sự đồng hành của người dân, công tác cứu chữa nạn nhân bị thương, lo tan gia cho người bị mất trong vụ cháy, khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn đã được triển khai hết sức khẩn trương, thể hiện sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, tình cảm sâu sắc. Ngoài ra, còn rất nhiều các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người bị nạn và thân nhân. Hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và của là vấn đề đã được cảnh báo và đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng. Dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn cũng như xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm nhưng thực tế, ý thức người dân cùng những nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến vẫn xảy ra những vụ việc khó lường. Qua mỗi vụ việc, đòi hỏi cơ quan chức năng và người dân càng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề cao nguyên tắc phòng hơn chữa hạn chế thấp nhất những nguyên nhân gây cháy và thiệt hại do cháy. Trước mỗi thông tin, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, nhiễu loạn về vụ hỏa hoạn lan truyền trên không gian mạng, người dân cần tỉnh táo, xem những tin tức, hình ảnh đó khởi nguồn thế nào, ai phát ra, liệu có đủ khả năng tin cậy. Nếu những tin tức đó mang đến suy nghĩ tiêu cực, cần phải suy xét thận trọng, tránh việc ấn like hay chia sẻ, bình luận tạo hiệu ứng lan truyền tin giả, độc hại. Phải cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, nhất là thông tin được chia sẻ bởi mạng xã hội, chủ thể không rõ nguồn gốc, không xác thực. Đặc biệt, không chia sẻ nguồn tin phát ra từ trang mạng của những cá nhân, tổ chức thường xuyên đưa tin có nội dung tiêu cực, sai trái gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.